vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay với chú Phương nha. Dạ, hôm nay hai mẹ con đi kéo lưới nè. Đây, mình đi kéo lưới nè, cả nhà kéo qua dưới cái mương đây nè. Hai mẹ Phương dẫn Phương lại đây, mình kéo lưới đây nè cả nhà. Cả nhà cùng xem hai mẹ con kéo lưới nha. Ai đây là cái xô nữa hả? À, cái xô này nữa. Để mình cá. Cái hai mẹ con đi đem theo cái chân trống mà mình dựng nâng mình đặt cho mình quay nha cả nhà. Rồi giờ là con chào mẹ đi đi mẹ. Chào mẹ đi dẫn đi. Lưới làm gì vậy? Dạ, đang đi trên bờ chuối nè cả nhà. Rồi mình sẽ đi xuống cái mương đây. Và mình kéo đây nha, kéo đây ớt qua cục muốn vòng lên đó cả nhà. Giờ hai mẹ con kéo cả nhà. Chích lên đây nè coi, chích lên trên này nè. Trên đây kìa, cục con muốn rồi, nè. Rồi, ngay cục con muốn nha. Không, mình muốn trước đó cả nhà. Ừ. Mình lớp dài mấy cục con muốn rồi cả nhà. Cục ớt này ha. Chích lại cục cây trước vậy coi. Mẹ ủi sát cho con mợ đi con mẹ chiền cho. Rồi dở ra. Dở ra chị nha. Con để ra muốn nè, gió thổi sao được. Ồ, vô con cá gì vậy? Ép nhóc trong kịp con ơi. Ôi ôi, tép. Rồi rồi con lấy đi. Đúng nhẹ nhẹ, đừng nhăn vô điện thoại con. Tép. Ôi. Ôi nè, cái nhạc quá trời tép luôn. Nè, cái lông kiến trên nữa nè. Nè, đây con lông kiến rồi nè. Đó. Đó. Đó, ôi, tép rồi nè. Cá chừng tép luôn. Cá giờ tép luôn. Rồi. Rồi đây con cắt vô. Vũ con vũ lại mới được. Trời cục xịt đó. Nhìn con thấm rồi vậy nè. Muốn thả con kiến đi thôi. Thả kiến. Con kiến nhỏ thả đi. Bằng kép. Nó ngon. Em bự. Trời ơi, mạng nó trên bờ chuối kia nè. Giờ mình kéo xích lên đây cái đó nè. Rồi mình kéo xích lên đây rồi mình hả vô cái hầm bên kia. Rồi mình kéo đi dài đó luôn.
Bữa nay gió quá, trời gió. Ui vô đây đi nè. Nè. Ui vô đây. Ui nó hả? Ê cái sườn. Cả trái trâu vô bờ luôn rồi. Cho đi nước còn ngập nữa nha. Gụn nữa nha. Dạ hai con chó này trắng nha. Ô bên đây có xù đi nữa ta. Quê Phương chuẩn bị tới mùa kéo cá rồi đó cả nhà, còn mấy hôm nữa thôi à là bơm nước trong cuộn ra rồi kéo cá. Chúng có nhiều cá không? Ờ dạ, con dạng phá gì kìa. Nhà nó tha cái gì kìa. Ơi, ơi, đi dướng cây gì vô Phương ơi. Dướng hả? Dướng cây gì vậy? Dướng cây hả? Dướng rồi, để cắm chịch xuống đây coi. Cắm chịch xuống. Cắm chịch xuống. Dướng cây à? Ơi, dướng cây à? Cây gì vậy trời? Đâu rồi, cái đuôi đâu? Trời ơi, nó trâu sôi thuốc ra trong trong bờ giống luôn rồi kìa. Rồi. Gì nữa thôi. Rồi dính cây rồi mẹ ơi. Dính cây hả? Giả đi, con giả, con giả con. Cá bự cái gì rồi? Hả? Con cá bự cái gì rồi? Có tay hay gì đâu quá chứ. Đây ba cây gì nhắm 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 cái chân nè. Nước này nó. Má ơi, má ơi, má ơi, cái gì trời? Ôi. Ôi cái gì trời? Giang. Má ơi. Ra đi mẹ, đi ra đi. Xích ra ngoài đi. Ra ngoài đi, ra ngoài đi. Ôi cái gì nó phịch lên kìa kìa nè. Ừ, xích ra lên bờ Phương ơi. Phương. Ôi. Có cái gì trong bụng trống nữa á. Má ơi, cái đó cái gì sợ. Mẹ cũng không biết là cái gì luôn nữa. Ôi. Có gì trong bụng nữa mẹ ơi. Không biết mẹ cũng không biết là cái gì nữa.
Mẹ đi né né ra nghe. Ừ. Ê, Phương ơi, chạy cứu lại kia kìa. Ở kia có cái cây kìa, con lấy cái cây kìa. Đứng ở gần nó. Đứng ở gần nó, con lấy cái cây con nhíp nhíp xuống coi. Trời ơi, cái cây nhỏ trên kìa. Cái gì? Cái cây nhỏ kìa. Cây nhỏ đâu? Đó, cây tre đó. Cái gì bự vậy? Ủa cái trái gì vậy cả nhà? Ôi nó nổ kìa ơi. Ôi. Nó nổ đâu nổ? Nước á, nước nó đóng chặt chả đó. Nhích nó vô coi. Ê, ê. Coi chừng nó có cái đầu. Coi chừng có cái đầu của đít gì không? Ê, ê, ê con đừng. Ê, ê. Ê, ê con đừng. Con đừng làm quá nó, coi chừng nó tức. Nhẹ nhẹ nó thôi, cho nó lên bờ đi, cho nó vô bờ chú được coi. Trắng coi trái gì nè trắng. Dít 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 cái này nè. Ôi ôi chắc nó không sao đâu Phương ơi. Đụng đụng nó nhẹ nhẹ thôi coi 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 có chim cái đầu gì không? Ê gì hả? Ê ê nó có cái chim mà gì kìa Phương. Hả? Ủa nó có cái chim cái đầu kìa. Có cái gì á? Có cục gì dưới đó mẹ? Ừ không sao không sao. Ủa trái này không sao nha. Trái này trái gì á? Ở trong, ở trong nghe là bọc quá vậy. Con thấy có gì trong mà. Ý nó có gì đây nè. Ừ. Ôi mày đem về nhà đi. Mày đem nó về nhà đi coi coi sao. Đi. Nó bằng gì vậy? Nghe coi. Hiu 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 trong trọng á. Hiu 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 vậy. Cái nhà nghe nè cái nhà. Cái nhà nghe hiu 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 trọng nè. Ôi nó trong thiệt nha. Cũng thiếu quá cả nhà ơi. Thôi giờ Phương á, Phương với mẹ Phương đem nó về nhà nha cả nhà. Không biết cái gì nữa, mình đem về nhà thử ra nha. Không được, mình đem về nhà lắm nó nổ rồi sao? Nổ đâu nổ, ở đây nó không nổ, sao về nhà nổ? Để giờ mà cũng biết sao mình đem nhà mình để nó ngoài sẵn thôi. Thôi Phương xin phép kết thúc video đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video kế tiếp nha. Giờ Phương đem trái này với cá lên về nhà, bye bye cả nhà nha. Bye bye.